Molly xin chào tất cả các bạn. Thì như các bạn đã biết, tại Việt Nam, các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc đã và đang thâm nhập vào thị trường Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây. Ngoài việc ảnh hưởng chi phối của văn hóa Hàn Quốc, lối sống Hàn Quốc, thời trang Hàn Quốc, thì mỹ phẩm của Hàn Quốc cũng ảnh hưởng tại Việt Nam không kém. Hầu hết các thương hiệu mỹ phẩm được biết đến tại Việt Nam như Ohui, The Bone, The Face Shop và các dòng sản phẩm nổi tiếng khác. Đặc điểm chung của mỹ phẩm Hàn Quốc đó chính là các sản phẩm được sản xuất từ các thành phần tự nhiên, không gây tác dụng phụ và không kích ứng da. Nắm bắt được tâm lý chung của các chị em phụ nữ, Molly đã nghiên cứu và cho ra đời những dòng sản phẩm với nguyên liệu được nhập trực tiếp từ Hàn Quốc và đóng gói bao bì tại Việt Nam với tiêu chí an toàn và hiệu quả. Với linh hồn của sản phẩm là các thành phần chiết xuất từ thảo mộc thiên nhiên, cung cấp độ ẩm và các dưỡng chất, nuôi dưỡng da một cách hoàn hảo nhất. Mặc dù thuộc dòng sản phẩm cao cấp, nhưng giá cả của Molly cũng không quá đắt so với các thương hiệu khác. Bạn thuộc tiếp da nhạy cảm, bạn luôn phải lo lắng đến các thành phần của mỹ phẩm khi mua chúng. Thì giờ đây, mỹ phẩm cao cấp Molly sẽ đem đến những thay đổi lớn trong tâm lý khi mua hàng của bạn. Với Molly, bạn có thể thỏa thích lựa chọn bất cứ sản phẩm nào bởi vì nó vô cùng lành tính. Và Molly luôn chú trọng đến việc nghiên cứu chăm sóc da, tái tạo da, cải thiện và thay thế làn da cằn cỗi, chống lão hóa da và giảm nếp nhăn cho làn da trẻ hơn so với tuổi. Trừ khi bạn dị ứng với các thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên nhé. Molly sẽ cố gắng nghiên cứu và cố gắng cho ra đời thêm nhiều các dòng sản phẩm khác đa dạng hơn để cho quý khách hàng có thể tham khảo và luôn luôn nâng tầm lên một cái đẳng cấp gọi là cao cấp nhất để xứng đáng với khẩu hiệu của Molly là vẻ đẹp không tuổi. Molly đang cố gắng dần dần xây dựng thương hiệu mạnh với chứng chỉ 10 free, tức là 10 chất không gây ra tác dụng phụ khi tiếp xúc với cơ thể của con người.